Cuộc đời thường không cho ai tất cả, nhưng nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy may mắn đứng ngoài quy luật ấy, cô ăn cơm tổ từ thuở ấu thơ cho đến lứa tuổi tri thiên mệnh. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy có giọng nói trầm ẩm hơi khan, nghe cô nói như đàn ông phải không, nữ nghệ sĩ tự trào. Trước khi vào câu chuyện, Lê Thụy yêu cầu không được gọi bằng bà, cả trong bài viết lẫn ngoài đời, bởi lẽ hàng đêm cô vẫn diễn, bởi lẽ nghệ sĩ Diệp Lang đã phải thốt lên. Vào các vai trẻ ở lứa tuổi không còn trẻ nữa mà vẫn duyên dáng và coi được thì chỉ có Lệ Thụy mà thôi. Coi như chừa cho nghiệp diễn. Ngày nhỏ tôi coi TV ở nhà hàng xóm, tới vợ Tô Ảnh Nguyệt thấy đôi mắt tràn đầy sức ám ảnh của người thủ vai. Cả chục người ngồi xem đều tặc lưỡi, cô đào này giống cuộc đời của nhân vật, không phải diễn mà hay quá. Giờ hỏi lại Lê Thủy, nghe được nhiều câu chuyện còn thú vị hơn cả vai diễn. Lê Thủy kể, mỗi khi nhập vai, cô luôn tự coi mình chính là Tô Ảnh Nguyệt. Thường nghĩ coi, thời phong kiến, một thiếu nữ yêu phải người đàn ông có vợ, rồi mang bầu, đành phải lầm lụi, từ bỏ gia đình mà đi. Đến khi gặp nhau, thấy người mình từng yêu thương, đang ngồi kẻ vợ, lại nói những lời cạn tình cạn nghĩa thì đâu dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Ánh nhìn của Tô Ảnh Nguyệt khi đó, tôi phải nhập tâm hết sức. Một ánh mắt nhìn lén lút và đau đớn, không lén lút sao được khi mình là người thứ ba sai trái, không đau đớn sao được khi trao tình cho một người đàn ông hèn nhát, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy kể, bởi những tình tiết rất đàn bà ấy mà trái tim của người nghệ sĩ rung động mãnh liệt, nước mắt cứ thế mà chạy ra. Khác về Tô Ảnh Nguyệt, cuộc đời của Lệ Thủy lại vô cùng xuôi trèo, mắt mài. Cả về đường tình duyên lẫn nghề nghiệp, năm 13 tuổi, Lê Thủy theo gánh hát Kim Trung đi lưu diễn khắp nơi, người mẹ cũng cắt cử cô chị họ đi theo đứa con gái đầu lòng của bà để chăm lo cơm nước và chuẩn bị phục trang. Thời điểm đó, các anh chàng cả trong nước lẫn ngoài đều theo cô đoàn tán tỉnh như sắt hạt. Nhưng chỉ cần tôi lướng mắt đưa tình một cái là bà dì biết ngay, nghệ sĩ kể lại, như người giữ của tròn trách nhiệm, bà dì cực kỳ khó tính. Bà dạy Thủy, người nào gửi thơ mà không có con cò? Chỉ gửi thơ tay thôi, nghĩa là người đó không một mối quan hệ nhiều người biết. Mà như vậy là đàn ông chẳng đàng hoàng, họ sẽ không bao giờ muốn cưới con đâu. Còn người nào tặng các món đồ quý giá, nghĩa mà họ có địa vị trong xã hội, có tiền rồi, mà thường có những người đàn ông có tiền, có địa vị, là đã có vợ có con, là nghệ sĩ mà các bà vợ đánh ghen, tạt axit thì làm sao con có thể lên sân khấu hát được nữa. Nghe bà dì nói vậy, Thủy sợ quá, bao nhiêu chàng trai hào hoa, công tử, có tiền bạc đều bị cô khước từ để Thủy chỉ chuyên tâm vào chuyện ca hát và thu âm. Là con gái lớn trong gia đình, có tới 8 chị em, Lê Thủy bước vào con đường nghệ thuật cực kỳ sớm, năm Thủy 3 tuổi. Bà má gánh gồng đưa cô lên Sài Gòn để làm giúp việc cho các gia đình khá giả. Cậu em trai kế và ông ba thì vẫn ở lại dưới quê Vĩnh Long. Chỉ có con nhỏ nên mà Thủy không được gia đình mời sớm, sợ bần bìu trẻ nít. Hai má làm chưa biết thì làm sao giữa đất Sài Gòn nhộn nhịp này, dịp may tới thì có người bà con lên quận 8 rủ sang làm bánh giao cho các mối hàng lớn. Thủy dần lớn lên, các công việc làm bánh của má cũng ổn định nên mua được căn nhà nhỏ, căn nhà đoàn tụ. Lê Thủy bị thất học sớm vì chuyện thờ ơ của người lớn, thời đó căn nhà dưới quê của ba má tôi bị cháy sạch nên giấy khai sinh không còn. Lúc tôi mới vô thì nhà trường cho nợ tạm, nhưng đến kỳ thi thì phải nộp giấy khai sinh, nhà nghèo thường chẳng để ý tới cái chuyện giấy tờ này. Vậy mà tôi nghỉ học. Một lần tình cờ, người nghệ sĩ nghiệp dư trong xóm là ông Tư Long thấy Thủy ca rất hay, bèn kêu đầu quân vô đội văn nghệ. Sau khi gửi cô bé đi học với nhiều ông thầy khác, để Thủy được bài bản về cải lương với ngón nghề của nhiều người, trong đó đáng nói là nghệ sĩ Tám Đen. 13 tuổi, Thủy bắt đầu đi theo đoàn hát chuyên nghiệp. Ở lứa tuổi này, rất lỡ cỡ, trong biểu diễn, đóng vai con nít thì cũng khó, mà đào đẹp lại càng khó hơn. Lần đầu tiên đi diễn xa ở Nha Trang và Đà Lạt, phải nói chính xác là buồn thú ruột. Ngủ trên sân khấu, có khi ở dưới gầm sân khấu, tôi cứ lén khóc hoài, buồn quá tính không đi diễn nữa. Nhưng nếu không đi làm thì lấy đâu tiền ra để phụ giúp cho ba má nuôi các em, vậy là đành phải tiếp tục rong ruổi. Lê Thủy nhớ lại, chỉ sau 2 năm, Lê Thủy từ đào nhì chuyển phát lên đào chánh và tiếng tăm bắt đầu lan tỏa khắp nơi cùng chốn. Viết về nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy vô cùng khó, với trang cá nhân tôi, các bài báo viết về cô nhiều không thể đếm xuể. Người được trả lời phỏng vấn cũng đã quá quen với những câu hỏi trùng lặp. Đôi khi, dù không cố tình, nhưng nếu nhân vật cứ phải nghe những câu giống nhau, cảm giác ức chế lắm. Dù vậy, nghệ sĩ Lê Thủy vẫn kể từng chi tiết
mà cô đã lưu trong bộ nhớ của mình, thậm chí là những tiểu tiết ít người khác nhắc tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.